Xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay Lam sẽ review cho mọi người về dòng xe Honda Vario 160. Thì trước mắt mọi người đây là con phiên bản màu sơn 3D. Con này là phiên bản nhập khẩu nguyên con từ Indonesia ha. Rất là đẹp luôn. Thì như mọi người cũng đã biết thì cái dòng mà nhập khẩu là sẽ là bảo hành tại cửa hàng của Lam. Còn nếu mà dòng chính hãng là bảo hành 3 năm toàn quốc tại các hãng Honda nha. Thì đồng thời con nhập khẩu này cửa hàng đang bán với giá rất là ưu ái luôn, là chỉ có khoảng tầm 45 triệu đồng thôi. Là 45 triệu đồng rước em một con nhập khẩu về, còn chính hãng là khoảng tầm là 40 triệu đồng ha mọi người. Đó. Rồi kế đến đây ha. Là màu trắng đỏ. Cái màu này là màu phiên bản thể thao nhưng mà nó là màu sơn luôn nha mọi người. Thì 45 triệu nha. Mà ga cà vẹt của nó sẽ là trắng đỏ xanh ha mọi người. Lên cho chúng ta vài cái ốp nè. Cái đến sẽ là màu hồng. Màu hồng và màu cam. Như mọi người cũng đã biết thì cửa hàng của Lam đang có chương trình trợ giá 2 triệu đồng khi các bạn có liên hệ đặt lời trước với Lam nha. Thì ở đằng trước đây các bạn có thể phân biệt được là nếu như mà dòng xe nào mà có cái badge ở đằng trước là dòng xe nhập khẩu từ Indo. Còn nếu mà đây ha. Còn nếu mà cái con mà Vario 160 ấy mà nó không có badge này là con nhà chính hãng nha. Và đồng thời cái con này một điểm mà Lam cảm nhận được rất là ok luôn là cái cốp của nó rất là rộng để Lam bỏ tay vô. Ý. Có thể ơi từ nè mọi người nhìn nè, Lam sẽ thẳng cái tay ra nha. Cái cốp của nó rất là rộng luôn nha mọi người. Mặt đồng hồ siêu to, ngồi ở đây rất là thoải mái, nó không có bị vướng cái chân á ha, nó không bị vướng chân nha. Rồi, thiết kế của nó là thiết kế chìa khóa thông minh nha mọi người. Chìa khóa thông minh rất là đẹp luôn. Chỉ cần trả trước khoảng tầm 10 triệu đồng là có thể rước ngay được con này. Còn nếu như mà các bạn mà là học sinh, sinh viên hay là kinh tế khó khăn một xíu thì có thể trả trước khoảng tầm 6 đến 7 triệu đồng cũng được nha. Ngoài ra còn có màu xám tím titan nè. Màu này thì được lấy cảm hứng từ cái chiếc iPhone 14 vừa ra mắt trong năm 2023 này đấy mọi người ơi. Khá là đẹp luôn ha. Thì ngoài Vario 160 ra, cửa hàng còn có Vario 125. Rất là nhiều màu bắt mắt luôn nha, mọi người có thể xem sơ qua ha. Thì liên hệ với Kiều Lam ngay qua hotline ở dưới màn hình 0908823472 để Lam hướng dẫn và hỗ trợ cho mọi người mua xe với nhiều phần quà ưu đãi nữa nhé. Xin chào mọi người.